Luôn tăng huyết áp. Ba nhỏ cộng nguyệt. Các chị ở nước Hà Nam chú ý này, cứ ghi tên nguyệt vào rồi sau đây chúng ta sẽ học được. Còn các chị Hải Dương thì có thuận lợi hơn là đã học được rồi, ghi câu tên các huyệt này, các huyệt này này. Ấn đường, Thái Dương, các chị Hà Nam cũng ghi được nhá, Thái Dương. Bách hội phong trì giác tôn xuất cốc xuất ép gì xuất cốc